Hello, mến chào cô chú anh chị các bạn. Hiện tại tôi đang đứng tại chùa Tùng Đúc là Gạch Nhô Lên, ngày thứ tư, thuộc về ấp Châu Thành, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì cũng có một vài bạn bình luận nói là cái hiện tượng gạch này là nhô lên là bình thường. Nhưng mà hiện tại tôi cũng giống như bạn là cái gạch này nhô lên cũng bình thường à. Nhưng mà tôi chưa biết cái gì ở dưới hoặc là sự cố gì đó thì tôi chưa biết. Bởi vì sư chủ trì chưa dạng như là chưa cái đào lên mà. Chừng nào sư chủ trì đào lên thì mình sẽ biết dưới này là có gì. Nhưng mà mình rất mong các bạn bình luận như thế nào cho nó đúng cái phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Khmer. Thì nói chung thì nhầm bạn này nói mê tín dị đoan gì đó ha. Mê tín dị đoan. Thì nói chung cái ngôi chính điện này của nhà chùa thì nếu mà không có gạch nhô lên này thì cũng người dân bà con cô bác cũng người ta vô người ta thắp nhang, người ta cúng, người ta thắp nhang là chuyện bình thường ha, là chuyện bình thường. Thì giống như cái gạch nổi này nhô lên như thế này thì hiện tượng này là nói chung là hiện tượng này là nó rất là lạ thôi đối với nhà chùa ha. Còn các bạn nhà các bạn gì đó có nổi gì đó thì đó là nhà của các bạn, còn đây là thuộc về chùa chứ không phải là nhà hoặc là cái chợ ha. Tôi xin thông báo như vậy. Còn cái vụ mà nói nhầm bạn nói bình luận nói thật nổi gì đó thì ở đây nhà chùa chưa bao giờ nói ha. Giống như là báo có mà fanpage bên Vĩnh Châu đưa tin là nói là người dân đồn là ở đây là thật nổi, nhưng mà nhà chùa không bao giờ có nói một câu nào là thật nổi nha các bạn. Tôi xin nói là nhà chùa không có nói là đây là thật nổi nha. Nhà chùa chỉ nói là đây là một sự cố rất là hy hữu, là gạch nhô lên, là nhà chùa chưa biết đó là sự cố gì ha. Là sư chủ trì chưa biết đó là sự cố gì, bây giờ chỉ đợi là nhà cái địa chất người ta khám nghiệm, người ta đào thì người ta sẽ biết. Còn bây giờ chính thức tôi cũng không biết dưới đó cái gì ha. Rồi nhà chùa cũng biết chưa biết là ở dưới đó là cái gì đó. Rồi mình bình luận như thế nào cho nó đúng cái tập quán phong tục của người đồng bào dân tộc Khmer. Bởi vì tập quán phong tục của dân tộc Khmer thì thờ Phật Thích Ca, và có một sự cố gì trong chùa thì người ta sẽ tôn thờ ha. Người ta sẽ tôn thờ, sẽ thắp nhang tôn thờ cầu bình an đến cho gia đình và xã hội ha. Giống như là cầu bình an cho Covid ha, Covid-19 càng đi xa khỏi đất nước Việt Nam. Cái đó là người ta cầu mong cho các bạn là bình an, chứ không phải người ta vô chùa ta cầu cho các bạn là không bình an đâu. Người ta vô chùa người ta thắp nhang, người ta cầu cho các bạn bình an, gia đình người ta bình an, với dạng như là đồng bào cả nước ha được bình an hết, cho Covid-19 sẽ ra khỏi đất nước Việt Nam đó, sẽ cho cái Covid-19 này ra khỏi đất nước Việt Nam. Người ta vô chùa người ta chỉ cầu nguyện có nhiều đó thôi. Còn cái vụ gạch nhô lên này thì người ta không có nghĩ đó là thật, người ta chỉ thấy là cái gạch nhô lên này nó rất là kỳ lạ. Người ta muốn biết cái sự cố gì mà gạch nó lại nhô lên, người ta muốn biết. Nếu cái đó sự cố gió thổi lên thì người ta cũng tham quan, người ta cũng tham quan được gì ha, đâu có cần mà Phật nổi lên mà người ta vô tham quan, đúng không? Bây giờ trong ngôi chùa này, bây giờ hiện tại nếu người dân người ta không cần cái gạch vô lên đâu, người ta cũng có thể vô chùa người ta thắp nhang, người ta cầu nguyện, người ta cúng dường chùa, người ta cầu nguyện ha, cho bình an, cho Covid-19 nó bay xa khỏi đất nước Việt Nam, cho các bạn được bình an, cho các bạn làm ăn ha. Đó, các bạn mong Covid-19 trong nước Việt Nam mình còn cái gì mà các bạn bình luận nói là này kia nọ, đúng không? Tôi kính gửi fanpage của bên Vĩnh Châu cho bạn biết ở đây không phải là người dân người ta mê tín gì đó, mà người ta vô đây người ta thấy thắp nhang cầu bình an, người ta không nghĩ đây là Phật nổi, người ta không có nói nhà chùa không có nói Phật nổi, nhưng mà người dân người ta cũng không có nói Phật nổi, người ta chỉ nói là cái sự cố chưa từng gặp, người ta muốn nhìn biết, người ta muốn biết cái sự cố này sao mà thấy nó lạ quá, người ta muốn biết thôi. Đó, tôi kính gửi là các bạn với kênh fanpage của bên Vĩnh Châu, tôi xin gửi cho các bạn biết. Hay xong xuống xong số ta thì vì mình mô ta đã chuốc những hiện tượng dẫn đấy ta. Mình đã chuốc đấy. Và vì dù nào mô ta đã chuốc đấy đấy. Hay nồng bà he. À nồng bà he nổi á. Hay một là nồng lặng bè luôn. Lặng bè. Hay trăm mà cơ chứ. Ba trăm mà cơ đấy. Hay vì ta ngầm nó dụ mà đấy ta.
89 ta dùng bên buồn này ta sập con ná không có ta dùng bên buồn đấy mà ta tham đại khơi là hiện tượng nó xóa đấy ta và mình để cái trồng khơi nhá và ở con ta chả này xin hỏi ông này, ông ở ban quản trị chùa Tam Túc các bạn, bữa nay là lại quay gần cảnh lần thứ hai thì cái gạch này nhỏ hôm qua phải không ta? Nhỏ là nổi hôm qua. Nổi hôm qua. Bây giờ nhiều hơn hôm qua. Nhiều hơn hôm qua có là hơi là không có lên cao, giờ thấy lên cao. Lên nhiều hơn nữa bữa nay không? Nhiều hơn. Dạ. Nhiều hơn. Rồi xưa giờ mình có từng gặp vậy chưa? Ta gặp gì chưa? Xưa giờ. Hồi xưa rồi giờ là tuổi này là không có thấy chùa nào có vậy đó. Chưa nhớ gì đó. Từ giờ là qua gần trăm tuổi hả? Dạ, cảm ơn ta. Đây các bạn, sáng nay là ngày thứ tư thì không có gì thay đổi, thì gạch vẫn như hôm qua ha, gạch thì vẫn như hôm qua, không có gì thay đổi, chỉ có hồi hôm là nhô lên khoảng một phần mấy nữa thôi ha, còn ngoài ra thì cũng như mỗi ngày ha. Cái này mình cập nhật thông tin cho các bạn biết, thì tôi xin nói với các bạn như thế này, mình thì nói chung là đồng bào nào cũng anh em hết, kinh qua không he. Thì tôi rất mong các bạn, người ta vô chùa, người ta thắp nhang, người ta cúng, không phải người ta mê tín dị đoan, mà người ta vô người ta cầu nguyện cho gia đình người ta được bình an, bà con phun sóc được bình an, và cầu mong cho các bạn và cả nước, bà con cả nước được bình an. Người ta vô nhiều khi đâu có cần gạch nhô lên, người ta cũng vẫn vô chùa người ta cầu nguyện là bình thường vậy. Người ta cầu bình an cho Covid-19 bay xa khỏi đất nước Việt Nam, cho các bạn được một công việc được ổn định ha. Đó, tôi xin nói vậy thôi, chứ cái ngoài ra các bạn đừng có nghĩ là ở đây nhà chùa chưa nghĩ đây là Phật nổi đâu nha các bạn, mà tự các bạn nói là ở đây Phật nổi thôi nha. Tôi xin báo trước cho anh em biết là nhà chùa không nói đây là Phật nổi. Tôi xin nói với các bạn vậy, nhà chùa không bao giờ nói đây là Phật nổi. Bây giờ hiện tại bây giờ chưa biết cái sự cố gì thôi, nhưng mà đào lên thì có sự cố gì đó các bạn sẽ biết. Tôi chỉ nói ngắn gọn cho các bạn biết như vậy thôi. Còn cái phong tục tập quán của người dân tộc Khmer, đồng bào dân tộc Khmer, thì tôn thờ Phật Thích Ca ha? Tôn thờ Phật Thích Ca là chỉ vô chùa thắp nhang và cầu nguyện là được bình an cho dạng như là phun sóc rồi bà con cô bác cả nước ha? Mong Covid-19 đi xa khỏi đất nước Việt Nam. Chỉ còn mong như vậy thôi, người ta vô thắp nhang. Bây giờ cầu đâu có cần cái gạch nhô lên này mà người ta vô thắp nhang đâu các bạn. Không cần gạch nhô lên, người ta cũng vô thắp nhang, người ta cầu nguyện được vậy, đúng không? Đó, cái đó là sự thật như vậy. Còn cái sự thật, cái gạch nhô lên thì nó có thiệt, nó nhô lên như vậy. Nó nhô lên như vậy nè các bạn. Nhưng mà cái nhô lên như vậy, hiện tượng bây giờ là nhà chùa chưa biết cái hiện tượng gì ha. Rồi nhà chùa cũng không có nói đây là Phật nổi hoặc là cái báo vật gì nổi đâu ha. Cái đó là tự các bạn tự suy đoán, các bạn tự nói ra thôi ha. Tôi kính gửi những mà các bạn nào mà suy đoán không đúng cái sự thật, giống như có ngoài kênh fanpage ha, có một kênh fanpage ở bên Vĩnh Châu cũng là đưa tin là nói người dân là mê tín dị đoan. Nói chung cái chùa này, chùa Tùm Núp này không cần cái này nhô lên, cũng Phật tử vô mỗi ngày ha, Phật tử cũng vô cúng dường mỗi ngày cầu nguyện cho đất nước bình an ha, cho Covid-19 bay khỏi đất nước Việt Nam cho được bình an, chứ không phải là người ta vô thắp nhang cầu nguyện cho đất nước chết đâu. Tôi xin nói như vậy cho các bạn biết. Tôi chỉ nói một câu vậy, kính gửi đến mà bà con mà không hiểu nói sai sự thật. Còn ở đây nhà chùa không có nói đây là Phật nổi nha các bạn. Tôi quay năm nay là bữa nay nữa là 5 clip mà không có clip nào nhà chùa nói đây là Phật nổi. Nhà chùa chỉ nói là đây là hiện tượng lạ ha. Nhưng mà sư chủ trì chưa, cái dạng như sư chủ trì chưa mà đào lên thôi, chừng nào sư chủ trì đào lên thì các bạn sẽ biết đây là hiện tượng gì ha. Còn hiện tại là nhà chùa không có nói là Phật nổi hoặc là báo vật gì nổi. Tôi xin thông báo cho các bạn biết như vậy.